Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Này chúng tôi đang đứng ở mặt hồ Tây Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là thị trấn Di Linh. Khu vực này có cái lô đất này đang bán. Thì cái lô đất phía bên vườn cà phê này, đang dốc thoải thoải xuống lòng hồ đây. Đó, thì lô này có tiền mặt nước luôn. Đó, thì lô này diện tích thì là 5 xào 8. Giá đang bán là 8 tỷ rưỡi. Lý do mọi người có sẽ thấy là nó hơi rẻ hơn so với một số cái lô đất khác một chút là bởi vì là lô này bị quy hoạch dính đường nhiều. Diện tích làm đường nghe nói là mất 2 xào, hơn 2 xào gì đó, chỉ còn lại khoảng 3 xào rưỡi thôi. Đó. Nhưng mà thì giá bán là 8 tỷ rưỡi. 8 tỷ rưỡi nha quý vị. Thì cái lô này nó từ phía trên kia. Đấy, từ phía trên kia giáp với cái hàng gọi là cây đã cắt này rồi. Đến xuống phía dưới mặt nước này. Đấy, nghe nói là mặt nước này cũng được khoảng hơn 40 mét mặt nước. Đấy, sau này bị đường nó sẽ cắt qua. Đấy, thì là nếu mà cắt thì lại tất nhiên lại sẽ có mặt đường, nó cũng rất là có giá trị. Đấy, mặt hồ ở chỗ này thì nó bị chỗ này như một cái eo hồ vào vậy á. Thì cái tầm view của mặt hồ này nó hơi ngắn nha quý vị. Tức là khi mà view ấy thì là nó nhìn thấy bờ bên kia nó gần. Đó, thế nên một lô đất mà có mặt hồ nhưng mà giá trị nếu mà tính theo diện tích thì nó cũng rẻ thôi. Đâu đó khoảng chưa đến một tỷ rưỡi một xào. Đấy, quanh đây thì đa số là bán hơn 1 tỷ rưỡi hết rồi. Toàn tỷ 7, tỷ 9 và 2 tỷ đổ lên. Đó, thì gần lô này là giá vẫn còn đang khá tốt. Nhưng mà đâu đó thì cái bị quy hoạch của cái lô này thì bị lấy vào đường nhiều, không biết đền bù như thế nào nhưng mà sẽ có mặt tiền đường mà rất nhiều. Đây, cái đường này là cái đường đất chung đi vào lô đất này, đường này đi thẳng ra phía Ngô Quyền quý vị, ra mặt tiền đường Ngô Quyền đó. Đi thẳng mặt đường Ngô Quyền vào đây là sẽ đi xuống đến đất là đến mặt nước luôn đấy quý vị. Đó, đến mặt nước luôn này. Thế thì lô này về cơ bản thì cũng rất là tiềm năng, nên nếu quý vị nào mà muốn đầu tư hoặc nghỉ dưỡng thì có thể là tham khảo để xem xét về mặt pháp lý, xem là quy hoạch bao nhiêu lấy cái gì, còn lại bao nhiêu. Đó. Thì là đi đến đây nào, đến mặt nước rồi quý vị này. Mặt nước Hồ Tây này. Đấy, rất là to, nước bây giờ đang cuối mùa mưa nên nước cũng rất là nhiều. Thì quý vị nào mà quan tâm một lô đất mà giá trị tốt đầu tư và nghỉ dưỡng thì có thể để lại số điện thoại để được tư vấn hoặc là gọi điện cho chúng tôi. 8568 là 5.800 m² nha, giá là 8 tỷ rưỡi. Quý vị nào quan tâm thì có thể alo hoặc để lại số điện thoại. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.